vốn định chép sách phát tài, ai ngờ cẩm y vệ trực tiếp nửa đêm phá cửa. Trương hiểu. Ta chỉ là sao chép xạ điêu anh hùng truyện, ý thiên đồ long ký, hy đức chi ca, đáng giá như vậy đại trận thế sao? Hoàng đế vạn lịch. Người này rốt cuộc là đại tài, hay là gian nịnh, còn không biết. Trước phong quan, đem hắn đặt ở trước mắt rồi nói sau. Vào lúc này, vận mệnh của Vương Triều Đại Minh bắt đầu thay đổi. Tiểu thuyết máu chốt. Đại Minh văn sao công vô đạn cửa sổ, Đại Minh văn sao công TXT toàn tập đao loạt, Đại Minh văn sao công mới nhất chương độc. Chương 1. Mở cửa, cẩm y vệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1. Mở cửa, cẩm y vệ có tiền nhuận bút, người cũng xa xỉ. Bữa nào cũng có thịt ăn, thân thể cao lớn khỏe mạnh. Trương Hiểu vừa ngâm nga hát, vừa vui vẻ thêm thịt về thái lát vào nồi lẩu nóng hổi nồi lẩu đã nóng hổi, Trương Hiểu nhúng thịt dê vài cái, đặt vào trong đĩa, cẩn thận cắn một miếng, thật là ngon. Tuy rằng chỉ là một tiểu lại, nhưng có công việc quan phủ này ở Kinh Thành cũng coi như một người thể diện nho nhỏ. Lại có tiền nhuận bút thêm vào viết, xả điêu anh hùng truyện, thần điêu hiệp lữ, hy Hi đức chi ca, tiền cũng không thiếu. Ở Kinh Thành không dễ ở, ở Đại Minh Triều Bỗng Lộc ít ỏi này, cuộc sống của mình vẫn trôi qua không tệ. Cộc 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 cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Trương Hiểu rất mất hứng đứng lên. Tra hồ giáng. Mở cửa một chút. Ngoài cửa truyền đến hồi âm. Đêm khuya tra cái gì hồ thiếp, các ngươi lại gõ cửa lung tung, ta muốn gọi người a. À? Phanh. Một tiếng vang lớn, cánh cửa cũ nát bị đạp sập. Trương Hiểu chăm chú nhìn, mấy vị tất cả đều mặc quần áo phi ngư. Trương Hiểu Năm, năm 22, Thuận Thiên Phủ Thư Lại, từ Trần Chính là Nam Dương về nước người, năm kia về nước, tư biên, xạ điêu anh hùng truyện, thần điêu hiệp lữ với Hy Đức Chi Ca, là bản thân ngươi sao? Là tôi. Trương Hiểu vẻ mặt bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Mình đi tới thời không này hai ba năm, cái gì cũng không làm. Không phải là chép mấy quyển sách sao, về phần để cẩm y vệ tới sao. Ngươi cũng là người trong nha môn, quy củ của chúng ta các ngươi cũng nên hiểu đi thôi tự giác một chút giọng điệu đối diện lại âm trầm đi ra ngoài cửa một chiếc xe ngựa đã dừng ở ven đường hai cẩm y vệ vây quanh đem trương hiểu xoa lên xe bịt mắt lại cẩm y vệ bên phải đưa tới một miếng vải đen trương hiểu thuần thục dùng vải bịt kín mắt tiếp theo lại là một cái túi lớn trực tiếp đem nửa người trên của trương hiểu bao lên trương hiểu vốn tới còn muốn hỏi một ít lời nhưng là bộ dáng hiện giờ nào dám động chớ nói chi là động miệng xe ngựa đi thẳng về phía trước trong lòng trương hiểu thật sự rất khẩn trương không phải giả mạo cẩm y vệ chứ không đúng ở kinh thành ai dám giả mạo cẩm y vệ còn đá văn cửa như vậy bắt cóc cũng không phải cách trói như vậy cho dù là giả mạo cũng nhận thua rõ ràng tiền nhuận bút của mình giấu rất tốt trong nhà cũng không để bao nhiêu tiền ai Trương Hiểu yên lặng thở dài một hơi. Xe ngựa chạy êm trên đường phố. Trương Hiểu vừa mới ăn no, lại là một trận lăn qua lăn lại, xe ngựa sốc nảy, chỉ là cảm giác một trận mơ mơ màng màng. Không biết qua bao lâu, lại là một hồi bảy vòng tám vòng, xe rốt cục ngừng lại. Mũ trùm đầu bị tháo xuống, vải đen che kín cũng bị cởi ra, Trương Hiểu chậm rãi mở mắt. Xuống xe. Bên tai lại truyền đến giọng nói không chút cảm tình của cẩm y vệ vào một gian phòng một mảnh trống rỗng chính giữa đặt một cái thùng nước lớn ngươi ở đây tắm rửa thay quần áo muốn thay quần áo ở đây lập tức động thủ đi chúng ta ở đây trông chừng ngươi trương hiểu vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo ba lần năm trừ hai đem chính mình cởi đến trần truồng sau đó lại là một trận tắm rửa lại thay quần áo tiếp theo lên xe mang theo khăn trùng đầu lại là một trận bảy vòng tám vòng mới lại ngừng lại lại vào một gian phòng. Trong phòng cũng trống rỗng, không có cửa sổ, chỉ có một cái giường. Trương Hiểu cũng không chú ý, trực tiếp chui vào ổ chăn ngủ dậy, cũng không quản cẩm y vệ bên cạnh vẫn nhìn chầm chầm. Căng thẳng cả đêm, Trương Hiểu cư nhiên là thật sự ngủ thiếp đi, giống như ngày hôm qua hết thảy đều chỉ là nằm mơ, nhưng là mơ mơ màng màng mở mắt, lại là thấy được phi ngư phục thân ảnh, nguyên lai thật sự không phải nằm mơ. Tỉnh rồi sao? Vậy đứng lên nghe được giọng nói quen thuộc này trương hiểu nhảy dựng lên thu dọn xong xuôi một hồi bảy rẻ tám vòng về sau lại là đi tới một gian trong phòng bốn bề không người bất quá trương hiểu biết trong bóng tối khẳng định có người đang nhìn chằm chằm chính mình không biết qua bao lâu một thanh âm sâu kín truyền đến đứng lên đi trương hiểu ngồi dậy trương hiểu vừa mới thử một chút cái ghế này vẫn cố định một vị tiểu thái dám dẫn đường Trương Hiểu Đại Khí không dám rên, chậm rãi đi theo. Hết chương này. Chương 2 Bệ hạ, nghe ta giảo biện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Bệ hạ, nghe ta ngụy biện trong ngự thư phòng. Những sách này thật sự đều là cậu viết sao? Thật không ngờ, cậu còn trẻ như vậy. Khởi bẩm bệ hạ, thật là bản thân viết, quỷ thác đinh trưởng quỷ in ấn bán ra. Trương Hiểu cúi đầu trả lời. Trần Cũ, ngươi cầm lấy giấy bút, đưa qua. Hoàng đế ra lệnh. Trương Hiểu, ngươi viết tên xạ điêu anh hùng truyện một chút, mở đầu nếu ngươi còn nhớ cũng chép một đoạn. Hoàng đế phân phó. Trương Hiểu nhận lấy giấy bút, rầm rầm viết lên. Chỉ chốc lát sau, Trần Cũ thu giấy bút lại, đưa cho Hoàng đế. Trần Cũ, lấy bản thảo tra sao từ hiệu sách đinh gia ra, trẫm muốn tự mình so sánh. Hiện tại viết so với trước kia tinh tế hơn một chút, bất quá cũng vẫn xấu như cũ. Hoàng đế buông bản thảo xuống, nhìn về phía Trương Hiểu. Khởi bẩm bệ hạ, chữ viết của tiểu nhân xấu xí, có trở ngại, kính xin thứ tội. Trương Hiểu nội tâm thở dài một hơi, người vì giao thất ta vì thịt cá a, à, đúng đúng đúng, người nói đều đúng. Trên mặt đất rất khó chịu a, à, Trần Cũ, lấy một tấm mã trác tới đây. Tạ bệ hạ ban thưởng chỗ ngồi trương hiểu quỳ rạp trên mặt đất hồi lâu rốt cục có thể ngồi không có việc gì trẫm hôm nay chỉ là muốn hỏi ngươi viết sách sự tình ngươi chỉ cần thành thật trả lời xạ điêu anh hùng truyện này trẫm làm người lật xem sự sách không thấy được người này quách tỉnh hoàng dung còn có dương khang trong lịch sử có chân nhân hay không bẩm bệ hạ đây là tiểu thuyết quách tỉnh dương khang trong lịch sử không có người này lấy ý tỉnh khang mà đặt tên mà thôi quách tỉnh này tuy rằng sự sách vô danh coi như là trung thần nghĩa sĩ còn nữa tình tiết tiểu long nữ bị khinh bạc ngươi nghĩ như thế nào cái này trương hiểu không nói gì để đối phó chính mình đã đủ cẩn thận nào dám viết nguyên tác cái loại này chính là viết bị chân chí bính đụng một cái tay có cần phải như vậy không trương hiểu còn đang suy tư một quyển sách liền từ trong tay hoàng đế bay tới vừa vặn đập trúng đầu trương hiểu trương hiểu cũng không dám kêu to nhẫn 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 ai bảo độc giả này quá lợi hại thôi sau này xóa đoạn tình tiết này cho ta xem tái bản thì đưa cho ta xem trước kia in quên đi quên đi cứ như vậy đi hoàng đế nghẹn tức giận nói vâng bệ hạ tiểu nhân quay đầu lập tức sửa văn trương hiểu chỉ có thể sợ có biện pháp gì trẫm còn muốn nhìn đồ long đao cùng ý thiên kiếm cuối cùng rơi vào nơi nào, dương quá hậu nhân như thế nào, ngươi như thế nào không viết. Bệ hạ, việc này, viết tiếp sẽ liên quan đến bản triều. Trương Hiểu kiên trì nói. a à, lúc này ngươi ngược lại là linh tĩnh. Vậy ngươi viết cái này, Hy Đức Chi Ca, viết ba cái vương tử lẫn nhau tàn sát, là có ý gì? a à, Trương Hiểu nhất thời há hốc mồm. Ngươi viết những nhân vật này, có phải là sự thật lịch sử hay không hay là người cố ý biên soạn Người viết quyển sách này có người sai khiến hay không ánh mắt hoàng đế sắc bén lên trương hiểu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ mình như thế nào mặt mũi lớn như vậy đã bị xiên vào hoàng cung còn gặp được hoàng đế chính mình đi tới cái này thời không đã ba năm bây giờ là vạn lịch năm thứ mười tám công nguyên một nghìn năm trăm chín mươi năm tuy rằng trương hiểu đối với lịch sử minh triều cũng là kiến thức nửa vời nhưng tranh giành quốc bản thời kỳ vạn lịch vẫn tương đối rõ ràng, đó chính là thái tử còn có phúc vương tranh đoạt vương vị, đây chính là đem đại minh triều dày vào quá sức. Cuộc tranh giành quốc gia đã bắt đầu. Hiện tại vạn lịch hoàng đế cũng đã nhạy cảm như thế, hỏng rồi. Bệ hạ, đây đều là tây di chuyện thật, không có dám chăm chọc thánh triều ý tứ. Tiểu nhân du lịch hải ngoại, đối hải ngoại trưởng cố có nhiều hiểu biết, cho nên viết quyển này Hy Đức Chi Ca thử xem tay mặt sau còn kế hoạch viết hải ngoại lịch sử địa lý, phong thổ nhân tình. Ngươi muốn tiến bộ. Trần Cũ, ngươi đem bản đồ tiến cống của Dương Hòa Thượng kia lên đây. Chỉ chốc lát sau, Trần Chữ Nhật mang theo mấy tiểu thái giám cầm một bó giấy đi đến, tiếp theo trải đều trên mặt đất. Đây là bản đồ vạn quốc mà Dương Hòa Thượng lợi mã đậu dân lên, ngươi chỉ cho ta quốc gia của ba vương tử này ở đâu. Hoàng đế cũng đứng lên, đi tới trước bản đồ. Bệ hạ, nơi nổi bật này gọi là bán đảo Iberia, ba hoàng tử kế thừa quốc thổ của phụ thân, theo thứ tự là quốc vương Galicia Garcia II, quốc vương Sancho Alfonso VI, quốc vương Castin Sancho II. Sau đó Alfonso VI thống nhất ba nước. Hậu thế chi quân lại là dựa vào thủ đoạn chinh chiến, liên hôn, cơ bản thống nhất bán đảo, thành lập Tây Ban Nha, sau đó người Tây Ban Nha ra biển Viễn Dương, một đường chiếm diện tích, cũng đoạt lữ tống bất quá trên bán đảo còn có một quốc gia tên là bồ đào nha cũng là xuất dương nhiều cướp đất đai tiền tài bất quá bản thổ yếu ớt mấy năm trước đây cũng bị tây ban nha thôn tính chính là người phật lang cơ chiếm ma cao bản thổ bọn họ ở vị trí phía tây bán đảo này ngay tại vị trí này trương hiểu vừa nói vừa chỉ điểm bản đồ cho nên phía sau những người này chính là phật lang cơ nhân cùng đại lữ tống nhân không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết rõ tây di cùng nam dương nội tình xem ra là có thể cho ngươi tìm cái việc vặt ngươi có nguyện ý tiếp nhận tiểu nhân nguyện ý tiếp nhận hàng lâm viện bây giờ sách vở hồ sơ lộn xộn treo cho ngươi một cái chức hiệu đối chiếu ngươi đi sửa sang lại sách vở trần của ngươi nói với bên kia một chút nói là trẫm bỏ vào ngươi còn nữa chữ của ngươi thật sự khó coi viết bản thảo vội vàng sai sót rất nhiều lệnh cho ngươi sao chép một lần tứ thư chương câu tập chú còn nữa trẫm cấp ngươi một ngàn lượng bạc Ngươi tiếp tục viết sách, viết xong trước đưa cho trẫm xem, không được có sai sót, hoàng đế ra lệnh. Cẩn tuân thánh mệnh bệ hạ, chỉ là sách này viết xong ở nơi nào in ấn, còn có đinh trưởng quỷ thế nào rồi. Sách của ngươi thích in như thế nào thì in như thế ấy, quyển hy đức chi ca này trẫm xem không thành vấn đề thì ngươi cũng in tiếp. Bất quá sau khi ngươi định bản thảo thì chép thêm một bản, đưa cho trong cung, trẫm bên này hữu dụng. Họ đinh in cho ngươi phải không? Người này thế nào, trần cũ ngươi biết không nếu không ngươi đi hỏi trương kình một chút hoàng đế nhìn về phía trần cũ bên cạnh bẩm vạn tuế gia vị đinh trưởng quỷ kia hỏi xong đã thả về rồi trần cũ trả lời vậy được rồi trương hiểu chậm ý tứ ngươi đều hiểu đi cho ngươi thời gian năm ngày đem nên bận rộn bận rộn bận rộn xong nhớ rõ đi hàng lâm viện báo cáo chép sách ngươi trước không vội cũng phải trước đem Hy đức chi ca viết xong Hoàng đế phất phất tay. Trương Hiểu vội vàng chạy trối chết. Trong thư phòng yên tĩnh một hồi lâu. Có phải trẫm đa nghi hay không? Trương Hiểu này mặc dù có chút thông minh, nhưng cũng không có tâm cơ gì lớn. Bên nhà máy cũng không phát hiện hắn có giao du với vị quan lớn triều đình nào. Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nội thần không dám nhiều lời, bất quá ta xem người này, xác thực cũng không phải cái gì đại gian đại ác hạng người, chỉ là hắn tuổi còn trẻ như thế, những kiến thức này cũng không biết từ đâu mà đến. Cho nên phải đem trương hiểu để ở trước mắt, ngươi phải giúp ta nhìn chầm chầm hắn. Hoàng đế phân phó. Nội thần tuân chỉ. Hết chương này. Chương 3. Đinh trưởng quỷ bội phục. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3. Sự ngưỡng mộ của ông chủ Đinh Trương Hiểu không thể lập tức về nhà, lại bảy vòng tám vòng về một gian phòng bất quá gian phòng này so với lúc trước mạnh hơn nhiều đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có cũng chuẩn bị cơm nước trương hiểu ăn uống no đủ trực tiếp nằm xuống mơ mơ hồ hồ lo lắng đề phòng mà đến yên tâm trở về bất quá xưởng vệ ngược lại có đầu có cuối tỉnh dậy sáng hôm sau vẫn là dùng xe ngựa lại đem mình kéo về nhà trương tiên sinh hiện tại anh có thể về nhà bên tai vẫn là giọng nói lạnh như băng của cẩm y vệ chỉ là ngữ khí tốt hơn rất nhiều. Các vị vất vả rồi. Trương Hiểu vái chào, vội vàng xuống xe. Về tới nhà mình chỗ ở, Trương Hiểu dương mắt nhìn, khá lắm, cửa cương nhiên lắp vào, còn thay mới, khó trách lúc trước cẩm y vệ tiểu ca cho mình một cái chìa khóa. Trương Hiểu mở cửa, trong phòng chỉnh tề, cảm giác mỗi một tất gốc đều lật qua lật lại. Trương Hiểu đi tới trước bàn học, chính giữa bàn bày mấy quyển, tứ thư chương câu tập chú, giấy bút nghiên mực cũng đều đổi mới nhất bản thảo các loại tác phẩm tiểu thuyết mình viết cũng được chỉnh tề chỉnh tề đặc biệt là bản thảo hy đức chi ca càng đặt ở vị trí bắt mắt nhất thật sự là chu đáo đến cực điểm nhưng hiện tại mình nào có tâm tình viết bản thảo a à? trương hiểu gãi đầu hình như mình đã quên chuyện gì hỏng rồi hôm nay còn phải đi làm hôm nay là năm ngày nghỉ hai ngày nay mình không xin nghỉ mặc dù là bởi vì tình huống đột phát còn đổi đơn vị mới, vậy cũng phải nói với đơn vị cũ. Trương Hiểu vội vàng thay quần áo, vội vã chạy tới nha môn Phủ Thuận Thiên. Một đường chạy vào nha môn, đi tới sương phòng phòng mình, Trương Hiểu đang muốn tiến vào phòng tìm thư án của mình ngồi xuống, lại phát hiện mọi người giống như gặp quỷ nhìn mình. Đặc biệt là thủ trưởng trực thuộc của mình, thông phán Ngô Hữu Đức trưởng quản tiền lương. Thông phán lão gia, ta. Không cần phải nói, chúng tôi đều biết cô trở về là tốt rồi đồ đạc của cô lát nữa sẽ có người đặc biệt giúp cô chuyển về ngô thông phán trả lời trương hiểu gật đầu đi tới thư án của mình ngồi xuống nơi này đồng dạng là thu thập chỉnh tề đồ đạc của mình vẫn còn chỉ là tư liệu công văn phía trên đã sớm không cánh mà bay trương hiểu kiên trì ngồi các đồng nghiệp đều tự ăn ý bận rộn chính là trải qua hai ngày hai đêm không tầm thường này cuộc sống công việc của mình đã hoàn toàn khác trương hiểu chúng ta đến quán trà ngồi một chút đi công việc bên cậu đã có người tiếp nhận chúng ta nói chuyện riêng đi đang lúc trương hiểu ngồi không yên ngô thông phán đi tới đa tạ ngô lão gia trương hiểu nói lão gia xưng hô như vậy ngô mổ cũng không dám nhận ngô thông phán nói hai người một trước một sau hướng trà thất đi đến một đường không nói gì đến phòng trà sớm đã có một bình trà nóng pha xong Trương Hàng Lâm đi tới phủ thuận thiên thị sát, phủ doãn, phủ thừa hai vị lão gia không rảnh, để cho hạ quan tới rót trà cho ngài. Hàng Lâm viện thanh quý dưỡng vọng chi địa, về sau chính là rất có tiền đồ. Ngô Thông Phán Trương Hiểu sững sờ nhận lấy trà. Trương Hàng Lâm không cần khách khí, gọi ta Ngô Thông Phán là được. Ngô Thông Phán rót trà xong, ngồi xuống. Hai năm nay được Ngô Thông Phán chăm sóc, thật sự là vô cùng cảm kích những lời này của trương hiểu rất chân thật hai năm nay vị thượng quan này thường xuyên chăm sóc bản thân những thứ khác không nói phòng mình thuê đều là vị cấp trên này ra mặt hỗ trợ thuê trương hàn lâm ngươi cũng là người có đại tài ngươi làm ra những con số ả rập hình quạt báo cáo thống kê còn có hàm số gì quả thật hữu dụng tiền lương tính toán tiện lợi hơn rất nhiều vốn ta đã muốn cùng phủ doãn tiến cử ngươi bất quá ngươi lại có kỳ ngộ lần này cũng là cao hứng thay ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi làm tiểu thuyết là đường nhỏ, nguyên lai vẫn là ta nông cạn. Ngô Thông Phán nói. Hổ thẹn hổ thẹn, đây đều là may mắn. Trương Hiểu trả lời. Bất quá trương hàng lâm ngươi đã trở lại, đinh trưởng quỷ bên kia ngươi qua xem một chút đi, ngày hôm qua ta đều thấy hắn dạo bước bên ngoài nha môn, lại không dám đi vào. Lại có việc này, vậy ta đi xem đinh trưởng quỷ. Trương Hiểu nói một tiếng cảm ơn, đi về phía hiệu sách Đinh Gia. Vòng qua mấy con phố, Trương Hiểu đi tới trước hiệu sách Đinh Gia, hiệu sách Đinh Gia ngựa xe như nước hiện giờ lại đóng chặt cửa. Đinh trưởng quỷ có ở đây không? Trương Hiểu đập cửa hỏi. Ai? Trương Hiểu, là cậu. Cửa bên trong mở ra, Đinh trưởng quỷ kéo Trương Hiểu vào, thuận tiện nhanh chóng đóng cửa lại. Đinh trưởng quỷ, là ta liên lụy ngươi lúc mới vào còn không chú ý, bây giờ nhìn kỹ, trên mặt đinh trưởng quỷ tự hồ còn có chút vết bầm tím. Xem ra cẩm y vệ đối với mình xem như đủ khách khí rồi. Ôi, coi như ta xui xẻo, vốn trông cậy vào sách của ngươi đem làm ăn phát đạt, không nghĩ tới đem phi ngư phục trước lấy. Chờ một chút, ngươi lại như thế nào đi ra? Không có việc gì. Ta gặp được thánh thượng, thánh thượng hỏi ta một ít lời, cho ta một ngàn lượng bạc, để cho ta đi hàng lâm viện làm việc tiếp theo viết sách ta nói như vậy ngươi tin sao không có biện pháp chuyện xảy ra hai ngày nay bản tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy bất quá chính mình đều là xuyên qua tới không có việc gì không có việc gì không nghĩ tới hàng lâm viện kia đây chính là nơi văn khúc tinh hạ phàm mới có thể đi vậy hôm nay ta cũng là người quen biết văn khúc tinh bây giờ tiểu dân hẳn là gọi ngài là trương lão gia khách khí khách khí lần này tới là nói với ngài chuyện tiền nhuận bút này còn có kế tiếp không thành vấn đề không thành vấn đề ta hiện tại liền đi đem các tiểu nhị đều triệu tập trở về còn nói cái gì tiền nhuận bút cái này tiệm sách đó cũng là ngài ngài muốn nhập cổ phần nói cái gì tiền a chỉ bằng trương lão gia ngài văn danh ta tặng ngài một nửa cổ phần còn lại ngài xem giá cả thích hợp cho điểm hoàng cung trong văn nguyên các thân tướng trường hợp này không thể mở a à, hàng lâm viện chính là nơi dưỡng vọng của sĩ tử lại liên quan đến đại chính quốc gia không phải thứ các sĩ không thể vào hàng lâm viện không phải hàng lâm thì tiên năng nhập các trương hiểu này có thể được thánh thượng nhìn trúng tài học đương nhiên là có nhưng hắn chỉ là một tiểu lại thuần thiên phủ cũng không có công danh khoa cử trong người vương tích tước vội vàng nói với thủ phụ thân thời hành nguyên ngự ngươi cũng trưởng quản hàng lâm viện nhiều năm lại đã là đại học sĩ không cần như vậy thiếu kiên nhẫn nha. Chúng ta tháng giêng chính là vừa cùng thánh thượng đề cập quốc bản sự tình, thánh thượng chính là miệng đầy đáp ứng. Hiện giờ thánh thượng chỉ là một chuyện nhỏ để cho chúng ta làm, chúng ta liền muốn như thế không nể tình. Nhưng hàng lâm viện là tháng địa dưỡng vọng của sĩ tử, nếu truyền ra ngoài không khoa cử cũng có thể vào hàng lâm, chúng ta chẳng phải là bị toàn thể sĩ lâm nhạo bán. Kinh thành nhiều nha môn như vậy, vì sao phải là hàng lâm viện? Vương Tích Tước vẫn có chút không phục. Nguyên ngự, sách của Trương Hiểu cậu xem qua bao nhiêu. Quyển xã điêu anh hùng truyện, lúc trước cậu nhắc tới với tôi. Thân thời hành hỏi. Sách của hắn ta ta đều đã xem qua, quyển Hy Đức Chi Ca còn chưa viết xong ta cũng đã xem qua. Xã điêu anh hùng truyện tuy là tiểu thuyết gia nói, ngôn ngữ cũng coi như văn nhã, cũng khá biết trưởng cố kinh điển. Thần điêu hiệp lữ tuy có đại nghĩa trục xuất hồ lỗ, nhưng cũng không chú ý lắm đến danh phận thầy trò phòng ngự nam nữ về phần hy đức chi ca này nói về chuyện cổ đại của phật lan cơ quốc ta đối với tây di không hiểu nhiều lắm bất quá hy đức này cũng coi như sĩ trung nghĩa sách này đại khái còn không kém vương tích tước suy nghĩ một chút nói trương hiểu cũng là người biết rõ tình cảm của di đây cũng là nhân tài hiếm có hàng lâm viện nói trắng ra cũng là nơi tu thư hắn có thể tu sử tây di đó cũng là điều tra bổ khuyết cho chúng ta. Mấy năm nay Phật Lan cơ nhân ở vùng Duyên Hải Quảng Đông cũng không thành thật, trước đó vài ngày lại chiếm lấy lữ tống đảo. Tứ di quán chúng ta thông dịch phần lớn là tiếng Mông Cổ, tiếng Tạng, tiếng Hồi, tiếng Phật Lan cơ ngôn không có mấy người biết. Thân tướng cao kiến, chỉ là trương hiểu này, vào hàng lâm viện an trí như thế nào? Thánh thượng khẩu dụ là để cho hắn đến hàng lâm viện rèn luyện, làm làm sách sửa sang lại cùng đối chiếu, còn muốn cho hắn thời gian thánh thượng còn muốn xem hắn viết gì đó vậy quản hay là mặc kệ vậy kiểm điểm cho một hàng lâm viện từ phẩm cấp thất phẩm tu tây di sử cũng là tu sử mà đi làm về để cho hắn có việc xin nghĩ là tốt rồi người này hiện tại có thể đi thẳng tới thánh thính ngươi phải nhớ kỹ thân thời hành phân phó hết chương này chương 4 phụng chỉ đi làm mò cá bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Phụng chỉ đi làm bắt cá. Mấy ngày trước khi đến đơn vị mới đưa tin, Trương Hiểu vẫn vui chơi giải trí như thường lệ, cập nhật bản thảo Hy Đức Chi Ca, sao chép tứ thư chương câu tập chú, bất tri bất giác thời gian đi làm sắp tới. Hàng lâm viện ở Hoàng Thành cùng dưới chân, cách phòng Trương Hiểu thuê lúc trước có một khoảng cách. Ngày đầu tiên đi làm, Trương Hiểu cũng không dám đến muộn. Đến cửa hàng lâm viện, trương hiểu lần đầu tiên nhìn thấy người quen trần cũ trần công công ngày đó sau khi tiếng cung diện thánh hoàn tất chính là trần cũ đem chính mình một mình lưu lại đem các loại tình huống của mình hỏi thăm chính là không còn một mảnh đương nhiên ngoại trừ xuyên qua chuyện này bí mật này trương hiểu đương nhiên phải chôn cả đời trần công công đây là bản thảo hy đức chi ca phiền ngài giao cho thánh thượng còn đây là bản thảo tứ thư chương câu tập chú do tôi sao chép xin công công kiểm định Trương Hiểu lấy hai sắp bản thảo ra. Bản thảo Hy Đức Chi Ca đưa cho ta đi. Tứ thư chương câu tập chú, ngươi tự mình nắm chắc, ngươi ở hải ngoại lâu, lời nói của thánh nhân càng phải học nhiều. Trần Chữ Nhật trọng tâm giáo dục. Trần Công Công dạy bảo rất đúng. Trương Hiểu khách khí nói. Trong hàng lâm viện, Trương Hiểu tìm được vị trí làm việc của mình, im lặng ngồi xuống. Nhưng đợi rất lâu, cũng không có việc gì cho mình chỉ là mình vừa tới cũng không dám ở nơi dưỡng vọng này công khai làm nghề phụ vì thế tìm mấy quyển sách lật xem chỉ là trương hiểu vừa mới ngồi xuống không bao lâu ngoài cửa liền tới một vị quan viên trung niên tướng mạo uy nghiêm vương tích tước các lão sao ngài lại tới đây các lão ngài gọi thế nào cũng không chào đã tới đều ánh mắt gì còn không mau đi chuẩn bị nước trà điểm tâm hàng lâm viện vốn đang bận rộn lập tức trở nên hỗn loạn chư vị đồng lưu không vội, bản quan hôm nay không phải tới thị sát, chỉ là tới tìm trương hiểu. trương hiểu, vương các lão nói hôm nay trương kiểm điểm vừa tới, hắn ở trong phòng sách. động tĩnh lớn như vậy, trương hiểu chỉ cần không biết, vậy khẳng định nghe được. không quá sớm có đồng lưu đi trước một bước. trương kiểm điểm là vương đại học sĩ tới. vị đại học sĩ nào? ngươi thật sự cái gì cũng không hiểu a? À chính là vương các lão trong nội các A. Vừa dứt lời, vương tích tước đã đi vào phòng. Hạ quan bái kiến vương các lão. Trương Hiểu thấy chính chủ đến, vội vàng cung kính chào hỏi. Ngươi chính là Trương Hiểu, bộ dạng thật ra là một nhân tài lịch sự. Xem ngươi viết, xạ điêu anh hùng truyện, đem mông cổ Tây chinh diệt hơn 10 quốc gia đều liệt kê chỉnh tề, chắc là đối với phía Tây chi địa lịch sử rất có hiểu biết. Tứ duy ngôn ngữ văn tự, ngươi biết bao nhiêu? Bỉnh Các lão, Hà Quan không biết tiếng Mông Cổ, biết tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp những ngôn ngữ của các nước Âu La Ba này, Âu La Ba nhã ngôn tiếng Latin cũng có thể lực thông. Sau khi xuyên qua, Trương Hiểu phát giác năng lực ngôn ngữ văn tự của mình tăng cường thật lớn, những ngôn ngữ này vốn dĩ mình biết một ít, sau khi xuyên qua lại càng khắc sâu ký ức. Ngôn ngữ châu Âu thời Minh tuy rằng khác với ngôn ngữ hiện đại, nhưng đại đồng tiểu dị, chính mình cũng không sợ. Ngươi sống lâu ở hải ngoại, nho học điển tịch có học tập hay không? Thánh nhân tám cổ văn chương có từng làm qua. Bỉnh các lão, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, sử ký, hán thư cũng từng đọc qua. Vốn trong tiểu gia đình ở Tây Dương, coi như là dòng dõi thư hương, về sau gặp được Phật Lan cơ xâm lớn, hạ quan cũng chỉ có thể bỏ qua gia nghiệp, một đường trằn trọc tới đây. Trương Hiểu lại nhân cơ hội đem thân thế của mình nói một trận. Ngươi cũng là khó được nhân tài, như vậy đi hàng lâm viện bên trong những việc khác ngươi trước không cần quản thánh thượng muốn ngươi viết sách ngươi viết tốt ta đi thay ngươi cùng quốc tử giám hỏi một chút cho ngươi đi vào nhập học học nhiều thánh nhân văn chương vương tích tước nói đa tạ các lão trương hiểu thật sự vui vẻ nếu chen ngang làm giám sinh ở quốc tử giám sau này cũng không có mấy người dám nói mình là con đường hoang dã mình làm rất nhiều chuyện đó chính là được giới học thuật chính thống đại minh tán thành trong hoàng cung, Trần Hình Nhật đứng hầu bên cạnh hoàng đế, bắt đầu đọc bản thảo trương hiểu viết. Hy Hi Đức từng thề trung thành với quốc vương Lê Ông Hai của casilia, cứ như vậy dưới sự bảo vệ của đại quân hắn, không hiểu sao lại chết dưới tòa thành của tỷ tỷ hắn, chết trong lòng Hy Đức. Hắn rốt cuộc chết trong tay người nào, đến nay vẫn có nhiều ý kiến khác nhau. Đại lễ kế vị đang được tổ chức sôi nổi, anh em ruột của Alfonso VI đã mất ngai vàng và thậm chí cả mạng sống của họ và bây giờ ông là người thừa kế hợp pháp duy nhất của vương quốc Casilla. Lén Sau một loạt các nghi lễ lên ngôi phức tạp, Alfonso đội vương miệng của mình và yêu cầu các vương công, quý tộc và samurai có mặt quỳ xuống, đại diện cho sự công nhận của họ đối với vương quyền hợp pháp của Alfonso. Mọi người đều quỳ xuống, chỉ có Hy Đức không có quỳ xuống. Mọi người đều nhìn về phía Hy Đức, chỉ là Hy Đức vẫn đứng thẳng như cọc gỗ. Rodrigo, cũng được tôn xưng là Hy Đức, là võ sĩ và tướng lĩnh xuất sắc nhất vương quốc, tại sao ngươi không thể hiện lòng trung thành của mình? Bệ hạ tôn kính, những người ở đây mặc dù không ai dám hỏi, nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngài có thật sự không liên quan đến cái chết của huynh đệ ngài Sancho hai hay không? Ngài phải thề, ngài không liên quan đến cái chết của Sancho, nếu không ta không thể trung thành với ngài. Ngươi bắt ta thề. Đúng vậy, bệ hạ tôn kính của ta. Trần Cũ, cậu đọc tiếp đi sao không đọc nữa trong này dùng từ phạm kiên kỵ a à, tên hy đức này cũng quá mục vô quân thường. trần cũ lau mồ hôi lạnh hướng hoàng đế giải thích không có a à, hy đức đây là không quên cố chủ nhưng lại chỉ có thể lấy đại cục làm trọng có cái gì không đúng sao lại nói đây là chuyện xưa của tây di có quan hệ gì đọc tiếp hoàng đế ra lệnh trần cũ ho nhẹ một cái khôi phục thần sắc tiếp theo đọc lên vẫn nói đến hy đức bị quốc vương trục xuất ở bên ngoài chiêu binh mãi mã chuẩn bị tấn công valencia thành nói xong rồi sao vâng thưa bệ hạ thật đúng là ý còn chưa hết lát nữa gọi trương hiểu tới đây đi ngươi chỉ cho ta địa danh một chút valencia kia ở đâu trần cũ nhìn về phía tấm bản đồ thế giới khổng lồ kia chỉ vào một chỗ ven biển phía đông bán đảo iberia khởi bẩm bệ hạ đại khái chính là vị trí này hoàng đế nhìn vị trí. Quả nhiên là nơi yếu hại, nếu Hy Đức chiếm cứ nơi này, cũng có thể tự xưng vương hầu. Thôi, ngươi đi gọi Trương Hiểu tới đi. Hoàng đế vạn lịch nhìn chầm chầm vào bản đồ thế giới, tự hồ đang trầm tư điều gì đó. Chỉ chốc lát sau, Trương Hiểu lại bị đưa tới. Trương Hiểu, chương của cậu viết đến chỗ quan trọng, sao lại không có, có thể viết nhanh hơn một chút hay không? Câu chuyện phía dưới tôi không nghe, cậu chỉ vào bản đồ, nói cho tôi biết những quốc gia, thành trì trong câu chuyện của cậu ở đâu. Trương Hiểu Việt Nhân Đức không nhường ai, giảng giải với Hoàng đế về các quốc gia châu Âu, các thành phố nổi tiếng và các thắng cảnh nổi tiếng. Người nói cái kia gọi là Ai Cập, bọn Hán quốc vương lăng mộ chính là dùng gạch khối chồng thành một tòa núi, đó có phải hay không muốn hao phí rất nhiều nhân lực, vậy làm sao phòng ngừa trộm mộ đây? Hồi bẩm bệ hạ, kim tự tháp này cách mỏ đá của bọn họ không xa, cho nên nhân công tuy nhiều, còn có thể thừa nhận. Còn chuyện trọng mộ này, vi thần không hiểu lắm. Xảo đầu, người đơn giản là muốn nói cái gì có đức không có hiểm, hậu tán thương đức tổn dân, lại sợ trẫm mất hứng, người đây chính là có bộ dáng a du chi thần. Vi thần không dám. Trương hiểu kết sợ hết hồn. Ngươi nghĩ biện pháp viết nhanh một chút. Còn có xạ điêu anh hùng truyện thần điêu hiệp lữ lúc trước ngươi viết nửa văn không bạch, coi như rất có kết cấu dùng từ cũng coi như trang nhã. Sau hy đức chi ca này, tuy nói chuyện xưa không tệ, ngôn ngữ này cũng quá trắng trợn. Hoàng đế có chút bất mãn nói. Hết chương này. Chương 5 kíp chi ca xuất bản Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Xuất bản hai sông thần tại văn chương không đủ, mong bệ hạ thứ tội. Trương Hiểu cũng không biết trả lời thế nào, xạ điêu anh hùng truyện, thần điêu hiệp lữ đều là trập khung kim lão gia tử, bản lĩnh văn học cùng bản lĩnh quốc học của kim lão gia tử người ta cũng không phải mình có thể đụng vào. Nhưng là cái này, Hy Đức Chi Ca, tuy rằng tên gọi cái tên này, nhưng là cùng văn học trong lịch sử cái kia bản danh tác không có gì quá lớn liên hệ, bên trong cố sự, nhưng là trên thực tế chính là trương hiểu đem phim truyền hình, điện ảnh, trò chơi bên trong liên quan đến Hy Đức nội dung vở kịch dùng văn tự tự thuật ra hơn nữa có một số tình tiết bởi vì văn hóa khác biệt còn đơn giản hóa không ít bất quá hy đức này dù sao cũng là người tây di người biết không có cẩn thận như vậy cũng chẳng có gì lạ bất quá người này viết bản thảo tốc độ có thể nhanh hơn một chút hay không trương hiểu cũng không biết trả lời thế nào chính mình mấy ngày nay tây đều muốn chép tê dại cũng không dám loạn cho hoàng đế vẽ bánh viết không hết chính là khi quân tội lúc này trần cũ bên này giải vây bệ hạ nếu không như vậy, trương hiểu ngươi bên này phối mấy người, ngươi phụ trách đọc, cấp dưới phụ trách ghi chép cùng trau chuốt từ ngữ, như vậy cũng nhanh hơn nhiều. Chủ ý này hay, nhưng trương hiểu, cậu phải nhớ, tiểu thuyết này coi như xong, văn chương quan trọng cậu vẫn phải tự mình viết. Bên này cho cậu 500 lượng bạc mời người đi. Mấy ngày nay cậu viết xong quyển này trước, những thứ khác không cần quan tâm, ở nhà viết cũng được. Phía sau muốn viết gì, cậu liệt kê ra đề cương đi hoàng đế vung tay lên trương hiểu phẫn nộ lui ra kinh thành cái gì cũng không thiếu người đọc sách từ xưa đến nay lại càng không thiếu trương hiểu rất nhanh tìm mấy người đọc sách cùng người kể chuyện miệng thuật tình tiết mấy vị này phụ trách ghi chép thuận tiện trau chuốt tình tiết có phân công tốc độ sáng tác của trương hiểu thoáng cái nhanh lên câu chuyện hy đức tuy rằng đặc sắc nhưng cũng không tính là dài trương hiểu toàn lực ứng phó bận rộn vài ngày đem bản thảo hoàn thành giao cho trần cũ qua vài ngày trần chữ nhật truyền đến chỉ thị của hoàng đế một đao không chém trực tiếp xuất bản chính là chờ những lời này trương hiểu trả tiền lương cho mấy nhân viên ghi chép phân phó có việc rồi liên lạc lại sau đó liền cầm bản thảo dự phòng kích động chạy tới hiệu sách đinh gia đến trước hiệu sách trương hiểu quen đường cũ đi vào đinh trưởng quỷ đây là bản thảo phía sau hy đức chi ca anh yên tâm mặt trên đã kiểm định yên tâm xuất bản không cần thay đổi đối chiếu là tốt rồi Đinh trưởng quầy không dám nhận, tiểu nhân chính là chăm sóc cửa hàng cho Trương Lão Gia. Đinh trưởng quầy mấy ngày nay cũng lặng lẽ hỏi thăm một chút, phát hiện Trương Hiểu nói không sai, thậm chí cảnh ngộ của Trương Hiểu còn khoa trương hơn so với nói một chút, đối với Trương Hiểu lại càng bội phục, đem Trương Hiểu trở thành hậu trường đáng tin cậy dựa vào núi. Khi Đức Chi Ca số chữ ít một chút, cũng chính là hơn 20 vạn chữ. Đinh trưởng quỷ ngươi kế hoạch muốn in bao nhiêu quyển? Trương Lão Gia hiện tại chỉ cần đem văn danh của ngươi. Tiêu giao tử phóng lên, lượng tiêu thụ là không lo bảo đảm, dù sao xạ điêu anh hùng truyện cùng thần điêu hiệp lữ hiện tại mỗi tháng đều có thể bán được mấy trăm bộ. Bất quá sau đó lượng tiêu thụ có thể đi lên hay không, tiểu nhân liền không dám bảo đảm, liền xem phản ứng như thế nào. Lần trước nói cho ngươi một ngàn lượng bạc, ta bên này đem ngân phiếu cho ngươi, ngươi đi sách là tốt rồi, có thể mời nhiều chút người, cũng cho khắc chữ sư phụ tăng chút tiền khắc bản vẫn là muốn nhanh một chút kế tiếp ta còn muốn viết cái khác sách trương hiểu phân phó nói bất quá đợi đến khi hy đức chi ca chân chính được in ra sau khi lên kệ đinh trưởng quỷ vẫn sợ ngay người trương hiểu cũng không nghĩ tới lượng tiêu thụ vẫn rất cao xem ra kinh thành người có tiền vẫn là không ít cũng là nguyện ý nhìn một ít chuyện mới mẻ đương nhiên đây là chuyện sau này lúc này trong hoàng cung ngự thư phòng hoàng đế đang triệu kiến trọng thần bẩm bệ hạ vi thần đúng là đánh giá thấp trương hiểu tuy rằng hắn viết tiểu thuyết nhưng địa lý bên trong là chuẩn xác tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa nổi danh như vậy trên địa danh đều thường xuyên trương quan lý đái quan vân trường qua ngũ quan trảm lục tướng kia lộ tuyến đều chạy loạn thất bát tao trương hiểu có thể viết thành như vậy là thật khó được phật lan cơ bản thổ cách chúng ta vạn dặm trương hiểu lại có thể thuộc như lòng bàn tay xem ra hắn cũng xuất thân từ hải ngoại thế gia là có gia học trong người nếu không sao lại có kiến thức như thế thân thời hành cầm bản thảo hy đức chi ca cảm khái nói cho nên hắn nguyện ý đem những kiến thức này viết ra chỉ cần không liên quan đến quân quốc đại sự không thể để cho dân chúng biết hắn thích viết cái gì viết cái đó thích phát cái gì phát cái đó chút khí độ này của đại minh ta vẫn phải có bất quá thân ái khanh Ngươi cảm thấy Phật Lan cơ vương này cứ như vậy đem quốc thổ chia làm ba, có phải có thiếu cân nhắc hay không? Hoàng đế vừa chuyển đề tài hỏi. Mang di trị quốc đương nhiên không bằng đại minh ta, đại minh ta tuân theo chu lễ, tự nhiên là tông pháp nghiêm chỉnh, truyền thừa có thứ tự, huynh hữu đệ cung. Thân thời hành vội vàng nói một phen lời vô nghĩa chính trị chính xác. Thân thủ phụ nói chuyện luôn rất được ý trẫm. Không ngờ lịch sử Tây Di này cũng có chỗ khả quan, phật lan cơ nhân hôm nay hoành hành đại dương không nghĩ tới trước kia cũng sẽ bị vương triều mục lạp bỉ đặt phía nam này đánh chật vật như thế a à, phương tác lục thế này còn có thể bảo vệ một nửa giang sơn cũng không phải là kẻ tầm thường chỉ là trước kia những nước thái pháp chiếm cứu phía nam bán đảo này dẫn sói vào nhà ngược lại viện binh bị tiêu diệt ngược lại có chút giống tai họa của dẫn nữ chân nhân thời đại tống khi đức này bằng sức một mình lại có thể đánh lui một lạp bỉ tân duệ chi sư khó trách công cao chấn chủ. Hoàng đế vạn lịch cảm khái nói. Hai thần tử không hé răng. Vậy vương ái khanh ngươi nói một chút, khi đức la lý qua này, là dạng thần tử gì? Là trung hay giang? Hoàng đế hỏi vương tích tước. Bẩm bệ hạ, khi đức đương nhiên là trung thần, nhưng hắn quá mức võ đoán, có hiềm nghi cắt cứ của thần. Nếu đại minh ta có người như thế, cần phải nghiêm quản, lên án, toàn bộ đạo trung thần nếu kiên quyết muốn so sánh với cổ nhân, đó chính là trung không bằng nhạc vương, mới có thể so sánh với hoàng ôn, không phải hùng chủ thì không thể dùng. Vương tích tước suy nghĩ một chút trịnh trọng nói. Có lý. Vương Ái Khanh, hiện tại hàng lâm viện là ngươi quản, trương hiểu bên này nếu như muốn viết sách, ngươi liền cho hắn tiện lợi là được rồi. Nếu như cần ghi chép nhân viên sao chết, ngươi bên này cũng vận hành tốt. Nếu như hắn cần tìm đọc tư liệu gì, chỉ cần không phải chuyện liên quan tuyệt mật, ngươi liền tùy ý để cho hắn lật xem. Hoàng đế phân phó nói. Trương Hiểu từng nói với thần, hắn muốn viết quá trình cuộc khởi của mấy nước lớn trên thế giới, đặt tên sách là Đại quốc cuộc khởi, nghe chẳng ra gì cả. Như vậy cũng tốt, Triều Tống có tư mã ôn công biên soạn, tư trị thông giám, hiện tại Trương Hiểu nguyện ý biên soạn hưng suy của cường quốc tứ di, trẫm cũng có thể xem, tra xét bổ khuyết, tăng thêm kiến thức bộ sách này biên soạn xong vương ái khanh ngươi cũng có công chủ trì phối hợp a hoàng đế đề cập vi thần nhất định dốc hết toàn lực thúc đẩy việc này vương tích tức nhanh chóng tỏ thái độ hết chương này chương 6 ý nghĩ đại quốc cuộc khởi bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 6 ý tưởng đại quốc cuộc khởi trong nhà trương hiểu hc si, Hắc si rốt cuộc là ai đang nhắc tới tôi? Trương Hiểu lắc đầu, nhìn chầm chầm mấy tên sách viết trước mắt. Tiểu thuyết còn lại của Kim Lão Gia Tử, tương đối dài không nhiều lắm, có khi vượt qua phạm vi lịch sử của thời đại này, ví dụ như quyển liên quan đến Thanh Triều kia. Mà Tiếu Ngạo Giang Hồ Ý Thiên Độ Long Ký cũng không thích hợp thời đại này viết, viết ra cho dù Hoàng đế Khoan Dung Đại Lượng, chính mình cũng không có kết quả tốt gì ăn. Cổ nhân tiểu thuyết mà nói, tứ đại danh tác có ba bản đã ra đời, còn có một bản Hồng Lâu Mộng, nhưng là Hồng Lâu Mộng mặc dù nói là mất giá, nhưng là cổ phủ này một môn hai nước công thiết lập nếu là viết ra, vậy thì phải xong đời, Đại Minh cũng thật sự có nhất môn hai nước công, đến lúc đó từ đạt đại tướng quân đời sau ngụy Quốc Công, định quốc công phủ đem chính mình đánh dẹp. Hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không quản. Mình vừa mới viết một quyển lịch sử nước ngoài, khẳng định không nên luôn viết nhân vật nước ngoài, đúng rồi, vậy thì viết thuyết nhạc toàn truyện đi, chính trị chính xác, quần chúng nhân dân thích nghe ngóng, nội dung không đủ phong phú còn có thể thêm vào tình tiết đặc sắc mà đang lão gia tử bổ sung hoàn thiện. Vui vẻ quyết định như vậy. Kế tiếp chính là muốn cân nhắc sáng tác đại quốc cuộc khởi. Tiểu thuyết dù sao ở cổ đại thế nào cũng không thể lên mặt bàn, nếu muốn tăng lên lực ảnh hưởng của mình, ở thời đại này lưu lại một ít ấn ký tư tưởng, vẫn phải viết một ít văn chương càng thêm thực dụng. Bộ phim tài liệu lịch sử, nước lớn nổi dậy, là một bộ phim tài liệu lịch sử được ban hành uy tín vào thập niên không không thời gian và không gian, phía sau còn xuất bản sách cùng tên, bao gồm bức tranh lịch sử sống lên xuống của chính nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga và Mỹ. Nhưng những quốc gia này hiện tại tốt hơn cũng không thể viết. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha trong thời đại hàng hải mở ra là Thủy Triều, đương nhiên có thể viết. Hà Lan, Lúc này hẳn là xem như là một phần lãnh địa của Tây Ban Nha Ni Đức Lan, còn đang trong quá trình tranh thủ độc lập. Nước Anh và nước Pháp lúc này vẫn thiếu ảnh hưởng trên thế giới, nhưng câu chuyện về cuộc chiến tranh trăm năm thì có thể viết được. Nước Đức lúc này gọi là thần thánh La Mã đế quốc, cùng Tây Ban Nha giống nhau đều là Habsburg gia tộc làm hoàng đế. Về phần Nhật Bản, lúc này khẳng định cũng không tính là đại quốc gì, bất quá phong thần tú các lập tức sẽ gây sự, mình phải chuyên môn viết về Nhật Bản. Đối với nước Nga, một thế hệ hùng chủ Ivan Ray đã qua đời vào thời điểm đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn. Về phần lão Mỹ, đây tuyệt đối là tra không ra nước này. Lập tức thiếu nhiều quốc gia như vậy không thể viết, Trương Hiểu suy nghĩ một chút, cộng thêm đế quốc Ottoman, Lục La, đế quốc Thiếp Mộc Nhi này, thiếu không nhiều lắm. Nhưng nếu đã nói về việc mở ra và phát hiện ra đại lục mới, vậy cũng phải nói về con đường cũ. Trương Hiểu suy nghĩ một chút, bộ sưu tập này vẫn là nói về đế quốc Thiếp Mộc Nhi và đế quốc Ottoman trước. Vào những năm đầu đời nhà Minh, sau khi Trần Thành đi sứ Thiếp Mộc Nhi và các nước khác biên soạn các loại sách như Tây Vực Phiên Quốc Chí, nhưng nội dung không đủ tường tận, bản thân vẫn có rất nhiều không gian phát huy. Nói làm là làm, Trương Hiểu trước tiên liệt kê Tổng Cương, Đại quốc Cuộc Khởi, rồi bắt đầu viết lịch sử đế quốc Thiếp Mộc Nhi. Người sáng lập đế quốc Thiếp Mộc Nhi, Thiếp Mộc Nhi ngay từ đầu chính là quyền thần sát hợp Đại Hãn Quốc. Sát hợp Đại Hãn Quốc đó là một trong tứ Đại Hãn Quốc Mông Cổ. Trương Hiểu ngay từ đầu đã tóm tắt lại lịch sử thành lập Hãn Quốc Mông Cổ Tây Chinh một lần, sau đó bắt đầu kể lại quá trình làm giàu của Thiếp Mộc Nhi ở sát hợp Đại Hãn Quốc. Ngày hôm sau, Trương Hiểu dậy sớm, cầm bản thảo lên, đi làm ở hàng lâm viện. Bất quá vừa ngồi xuống không bao lâu, đồng nghiệp bên cạnh liền vỗ mình một cái, nói vương tích tước đang chờ tìm mình vương tích tước tuy rằng đã làm việc trong nội các nhưng ở một nơi tất đất tất vàng như hàng lâm viện vẫn để lại cho lãnh đạo của một gian phòng làm việc trương hiểu vội vàng nghe ngóng liền đi về phía gian phòng kia trương kiểm điểm mấy ngày gần đây rất bận rộn mời ngồi vương tích tước khách khí chào hỏi tạ các lão ban chỗ ngồi trương hiểu cẩn thận ngồi xuống trước mắt cậu muốn biên soạn sách gì Lời của tiểu thuyết viết một quyển thuyết nhạc toàn truyện, kể câu chuyện của nhạc bằng cử. Còn có kế hoạch biên soạn một bộ sách Đại quốc trỗi dậy. Khung đã được liệt kê, Đại quốc trỗi dậy cũng viết một khởi đầu. Trương Hiểu trả lời. Thuyết nhạc toàn truyện là kể chuyện xưa của nhạc Vũ Mục, rất tốt rất tốt, bản này ngươi cứ tùy ý phát huy. Bản thảo Đại quốc cuộc khởi kia ngươi đã lấy ra chưa? Thánh thượng trước đó vài ngày đã nói, muốn ta trụ tính việc này. Vương tích tước nói. Bẩm các lão, mang đến, lập tức mang đến cho ngài. Trương Hiểu đi rồi lại trở về, vương tích tước cầm lấy khung đại quốc cuộc khởi, nhìn kỹ. Sau khi xem xong lại cầm lên chương thiết mộc nhi đế quốc do Trương Hiểu sáng tác, chăm chú đọc, chỉ là một câu cũng không nói, thậm chí ngay cả nước trà cũng không động một ngụm. Trương Hiểu cũng ngồi ngay tại chỗ, hơn nữa còn ngồi nghiêm chỉnh. Qua một lúc lâu, Vương Tích Tước xem xong bản thảo. Trương kiểm điểm, tôi vẫn đánh giá thấp anh. Chuyện Tây Dương anh biết rõ, một nhi này ở ngoài Tây Bắc khổ hàng, anh cũng thuộc như lòng bàn tay. Anh đem bản thảo thuyết nhạc toàn truyện của anh cũng lấy ra đi, tôi đi giúp anh đưa cho Thánh Thượng. Trương Hiểu nói tiếng cảm ơn, trở về lấy đề cương thuyết nhạc toàn truyện. Vương Tích Tước thu hồi bản thảo, vội vã đi ra ngoài. Trong ngự thư phòng, hoàng đế đang nói chuyện với vương tích tước trẫm còn đang chờ xạ điêu anh hùng truyện thần điêu hiệp lưỡng nhắc tới vũ mục di thư tung tích hắn không viết tiếp thật đúng là đi viết nhạc vũ mục cũng tốt cũng tốt xem tên chương này trương hiểu hắn hẳn là cũng suy nghĩ đã lâu nhạc vũ mục cố sự nhiều như vậy hẳn là cũng không có gì khó viết hoàng đế cũng không phải rất hài lòng dù sao chuyện xưa của nhạc vũ mục thật sự là quá quen thuộc không có gì mới mẻ trương hiểu cùng vi thần giải thích Thánh Triều viết văn, tự nhiên phải kể chuyện xưa trung thần hiếu tử, chuyện xưa của nhạc vũ mục dân gian có nhiều lưu truyền, có chút viết thô tục, có chút trái với chính sử, hắn muốn lấy chính sử làm cương, thu thập chuyện xưa viết xong quyển sách này, đối với giáo hóa cũng có chút ích lợi. Vương Tích Tước giải thích Tùy hắn đi, bất quá trương hiểu muốn viết bộ Đại quốc cuộc khởi này, xem ra kiểu này có chút tương tự với quốc ngữ. Một đề mục lớn như vậy, hắn lập tức một mình viết ra mấy chương này, quả nhiên là có đại tài. Hoàng đế hiển nhiên là phi thường hài lòng. Đúng vậy, trương kiểm điểm đích xác có đại tài. Vương tích tước trả lời. Có tài thì nên dùng nhiều, phẩm cấp của hắn ngươi bên này có thể nhắc lại một chút. Tên sách Đại quốc cuộc khởi này, các ngươi có thể cân nhắc thương lượng, khung là không thành vấn đề. Người bên này trên danh nghĩa trù tính chung, để trương hiểu làm chủ biên, quyển sách này cũng không thể một mình hắn biên soạn, làm sao tìm người, tìm địa phương, tìm sách, có muốn đi khám nghiệm thực địa hay không, ngươi nghĩ một điều lệ trình lên. Hoàng đế cẩn thận phân phó nói. Vi thần tuân chỉ. Vương tích tước cáo lui. Hết chương này. Chương 7. Có thể hay không hải ngoại khai thác mỏ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7. Có thể hay không hải ngoại khai khoáng. Vương tích tước vừa đi, trong thư phòng chỉ còn lại hoàng đế và trần cũ. Trương hiểu này, ngược lại càng làm trẫm kinh hỉ. Nhiều quốc gia như vậy, chẳng lẽ hắn đều đi qua? Cho dù đi qua, sợ cũng không thể biết chi tiết như thế. Hoàng đế nói, sợ là không thể đi hết toàn bộ, hẳn cũng là du lịch một ít địa phương, cũng đọc không ít di văn điển tịch. Nếu không là như thế, cũng không thể biết chi tiết như vậy. Trần Cũ trả lời. Hẳn là vậy, cho dù như thế có thể tinh thông chư di chi ngữ như thế tính năng ghi nhớ bền chắc như thế cũng đúng là đại tài trần cũ ngươi vất vả một chuyến nữa triệu trương hiểu đến trẫm vẫn có vài lời muốn nói thẳng với hắn hoàng đế suy nghĩ một chút nói hàn lâm viện cách hoàng cung cũng không xa chỉ chốc lát sau trần cũ đã dẫn trương hiểu tới trương hiểu ngươi cái này đại quốc cuộc khởi danh hiệu từ đâu mà đến sử sách tuy có quốc biệt thể lệ nhưng cũng không có như thế tương tự xưng hô. Còn có, những quốc gia này, vì sao liệt vào, vì sao trước tiên nói thiếp mộc nhi còn có cái này ô tô mang quốc. Trương Hiểu dương mắt nhìn, tấm bản đồ thế giới kia đã sớm treo ở phía trên, cũng không có thu lại. Bệ hạ, cái tên Đại quốc cuộc khởi, chỉ là liệt kê hưng suy được mất của cường quốc thế giới ngày nay, lấy tư tham khảo. Về phần vì sao phải viết thiếp mộc nhi quốc và ô tô mang quốc trước, thần cần dựa vào bản đồ giảng giải chuẩn tấu. Trương Hiểu đối với bản đồ bắt đầu giải thích. Bệ hạ, từ thời Tần Hán đến nay, Thiên Triều ta và các quốc gia phía Tây có giao thương lẫn nhau, chủ yếu là đi hai tuyến đường, đường bộ xuất phát từ Trung Nguyên, một đường đi về phía Tây, dọc theo đường bộ mà tiến lên, đặc biệt là sau khi Hán Triều Trương Khiên, ban siêu kinh doanh Tây Vực, tuyến đường này càng thông suốt. Còn có một con đường biển, chủ yếu xuất phát từ vùng Duyên Hải Đông Nam, đại khái là dọc theo hướng đi của hạm đội Trịnh Hòa, trung chuyển đến các nơi như Ai Cập, rồi tiến vào địa Trung Hải. Tây Di vì khai thác biên giới, ở đây nhiều lần xung đột với các quốc gia thực phẩm lớn. Trương Hiểu dùng ngón tay chỉ vào vùng đất Trung Đông. Sau này đại thực quốc suy sụp, lại có xeo giúp cuộc khởi, về sau còn có hoa lạc tử mô quốc quét ngang nơi đây. Cuối cùng thành các tư hãng và con cháu của ông ta đánh bại hoa lạc tử mô, diệt quốc vô số, từ đó con đường mậu dịch rất thông suốt sau đó thái tổ triều ta quyết chí đuổi hồ lỗ triều nguyên diệt vong mông cổ hãn quốc ở đây cũng suy sụp rất nhiều thiếp mộc nhi nhân cơ hội loạn cuộc khởi vùng đại lục này đều bị binh phong tàn phá hầu thiếp mộc nhi quốc tô cuộc khởi thôn tính cố đô đại tần chiếm cứ yếu hại của lục hải cho nên phật lan quốc ở biên thùy phía tây vì muốn trực tiếp mậu dịch với thiên triều ta mới quyết định một đường hàng hải tây tiến đánh bậy đánh bạ phát hiện thiên địa rộng lớn phía tây đại lục cũng thông suốt tuyến đường hàng hải. Cho nên, cuốn sách Đại quốc cuộc khởi, trước tiên phải nói từ thiếp mộc nhi quốc, Ottoman quốc, mới có thể giới thiệu duyên cớ các nước châu Âu thăm dò con đường mới bằng đường hàng không phía Tây. Nhưng Tây Di không chỉ có Phật Lan cơ quốc, còn có quốc quân Anh quốc Pháp quốc ý đồ cuộc khởi, từ đó chiến loạn ở Âu La Ba nhiều lên, kéo dài đến nay. Trương Hiểu tiếp tục chỉ ra vị trí của Anh quốc, Pháp quốc, thần La. Hoàng đế không nói gì, lẳng lặng nhìn bản đồ. Trần Cũ thấy thế, đưa cho hoàng đế một cây cột, hoàng đế cầm lấy cột, phát họa tuyến đường hàng hải toàn cầu của Tây Ban Nha Bồ Đào Nha một lần. Khó trách Phật Lan cơ nhân muốn chiếm lấy Lữ Tống, mãn lạc gia địa, còn muốn đánh cắp danh hiệu, hướng thiên triều ta triều cống. Cái này mậu dịch chi lợi, rốt cuộc có bao nhiêu, Phật Lan cơ quốc hàng dương không biết bao nhiêu vạn dặm, hao phí sợ cũng là không thể thắng, rốt cuộc là có bao nhiêu món lãi kết xu trương hiểu nhìn lộ tuyến hoàng đế một lần nữa miêu tả đại khái không kém không khỏi cảm khái tài trí của hoàng đế vạn lịch vẫn là rất tốt đột nhiên nghe được câu hỏi của hoàng đế vội vàng thu hồi suy nghĩ trong lòng bẩm bệ hạ thời hán triều tơ lụa trung nguyên được vận chuyển đến đại tần ở phía tây với giá cao hơn vàng hiện nay nam dương sản xuất quế đậu khấu hạt tiêu dài đinh hương hạt tiêu vận chuyển đến vùng đất tây di cũng là hàng hóa quý giá sử dụng còn có Phật Lan Cơ quốc chiếm cứ châu Mỹ đại lục, khai thác vàng mỏ bạc không thể đếm xuể, nếu không ưng dương ở hải ngoại vì sao cùng cùng không dứt. Còn có, Phật Lan Cơ nhân còn từ châu Phi đại lục sang bắt nô lệ buôn bán, cũng là thu lợi không ít. Nói đến cuối cùng, Trương Hiểu thuận liền miêu tả đại khái lộ tuyến mậu dịch tam giác. Trương Hiểu, châu Mỹ đại lục nơi này có phải hay không khắp nơi vàng bạc? Hoàng đế hỏi. Trong lòng Trương Hiểu lập bập một chút, chính mình vừa rồi cứ như vậy chiếu theo bản tuyên truyền không cẩn thận đã quên vị hoàng đế vạn lịch trước mắt này chính là thích vơ vét của cải nhất làm kho bạc nhỏ nhất ở hậu kỳ chấp chính thậm chí không tiếc dùng danh nghĩa giám sát khoáng sản bày hàng trên toàn quốc làm ra một đống dân biến cũng không nỡ dừng tay bệ hạ châu mỹ này tự nhiên là có không ít mỏ vàng bạc nhưng vị trí chính xác cụ thể thần cũng không đủ rõ ràng huống chi vàng bạc là mạch máu của phật lan cơ nhân nếu muốn cướp đoạt tất sẽ huyết chiến vô số, nguyện bệ hạ cẩn thận suy nghĩ. Trương Hiểu không thể không nhắc nhở, nguyên thời Minh Vạn Lịch Niên Giang vừa muốn ở Lữ Tống một mảnh thăm dò, đã bị Tây Ban Nha nghi thần nghi quỷ, gây thành huyết án. Trẩm tự có nắm chắc, còn có theo như lời ngươi nói, cái này châu Mỹ lớn như vậy một khối đất đều bị Phật Lan cơ nhân vây chiếm, vì sao cái này châu Phi mạng lớn chính là chiếm cứ cứ điểm, không thể xâm nhập chiếm lĩnh. Châu Phi đại lục phía bắc có nhiều dũng sĩ tốt dũng mãnh khi đức đối phó với đều gian nan dũng mãnh chính là từ bên này xuất hiện mấy năm trước quốc vương bồ đào nha dẫn quân xuất chinh kết quả toàn quân bị diệt chính mình cũng tại chỗ bỏ mình làm cho bồ đào nha mất đi dòng chính mới bị tây ban nha liên thống bây giờ lớn nhỏ phật lan cơ nhất thể về phần phía nam rừng rậm rậm rạp xà trùng khắp nơi giả nhân đông đảo trương hiểu tiếp tục chỉ vào ai cập khu vực ethiopia về phần phía đông ai cập hiện giờ là căn cứ của ô tô mang ở phía dưới cũng là một nước lớn ngày xưa trịnh hòa cũng từng đến thăm vậy còn có nơi nào chưa có người nhúng chàm không hoàng đế hỏi tiếp phía nam phía bắc như bản đồ đánh dấu đều là nơi cực lạnh mặt biển quanh năm đóng băng thuyền không thể vào trương hiểu suy nghĩ một chút vẫn là tạm thời không nói chuyện úc nói ra không có cách nào giải thích lời ngươi nói trẫm đều biết. Ngươi lui ra trước đi. Bộ đại quốc cuộc khởi này, nếu ngươi muốn dùng tên này cũng được, bất quá viết như thế nào an bài như thế nào, ngươi bên này phải nghe vương tích tước an bài. Hoàng đế nghe xong một phen lời nói của Trương Hiểu, hiển nhiên vẫn chưa đủ hài lòng. Trong ý niệm Trương Hiểu yên lặng lau mồ hôi lạnh, cáo lui mà ra. Hoàng đế lại lẳng lặng nhìn chầm chầm bản đồ, Trần Hình Nhật cũng cẩn thận đứng bên cạnh. Trần Cũ, ngươi nói, Ngươi nếu là đi làm tam bảo thái giám cho trẫm xuống dương tiền vàng bạc tài bảo, phong phú nội khố như thế nào? Hoàng đế nhìn chầm chầm bản đồ hồi lâu, mới toát ra một câu hỏi này. Hết chương này. Chương 8 Lý Thị Đem Môn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Lý Thị Tướng Môn Tam Bảo Thái Giám bảy lần xuống Tây Dương, hao phí rất nhiều, khó có thể tiếp tục. Phật Lan Cơ Quốc có thể đánh hạ địa bàn lớn như vậy, tự nhiên là có chút kết cấu, theo ý của lão nô, không bằng chờ Phật Lan cơ quốc văn chương đại quốc cuộc khởi xuất hiện, để cho Trương Hiểu tiến vào tấu đúng, lại chậm rãi cân nhắc biện pháp. Trần Hình Nhật nghĩ nghĩ hồi âm. Cũng được, trẫm sẽ chờ, xem trong bụng Trương Hiểu này còn có hàng gì. Người bên này cũng cùng nội các bên kia nói thêm vài câu, cho Trương Hiểu nhiều trọng trách một chút, hắn muốn biên thư yêu cầu tiện lợi cũng đều cho hắn. Hoàng đế phân phó. Vào đêm, trong phủ bá tước ninh viễn bá ở kinh thành một vị võ tướng đang cầm một quyển tôn tử binh pháp mượn ánh trăng vừa dạo bước vừa đọc sách đại ca ngươi như thế nào tan ca còn như thế nghiêm túc một cái uống say khước thân ảnh tiến vào ngoại trừ một thân mùi rượu tựa hồ còn có một chút song phấn vị như bách sao ngươi luôn phóng khoáng như thế cho dù nhàn rỗi ở nhà cho dù ngươi không học được đào công vác gạch tự cố gắng vậy cũng có thể đọc sách đọc binh pháp đọc sách thánh nhân cho dù đọc tiểu thuyết cũng được sao có thể hoang phế như thế lý như tùng thu hồi tôn tử binh pháp răng dạy nhị đệ của hắn đại ca tiểu thuyết đọc a à, kinh thành trước đó vài ngày không phải có xạ điêu anh hùng truyện cùng thần điêu hiệp lữ bán chạy sao ngươi còn đắc ý sao xạ điêu anh hùng truyện và thần điêu hiệp lữ ngươi nhìn ra cái gì quách tỉnh người ta có thể bắn điêu chỉ như ngươi bây giờ lại hoang phế lần sau đừng nói bắn điêu Thỏ ngươi cũng bắn không trúng. Lý Như Tùng răng dậy. Đại ca, ta cũng không muốn như vậy a, à, còn không phải là văn thần Vương Bác đảng nào, dèm pha hoàng đế, nói phụ tử Lý gia chúng ta ba người đều là tổng binh biên cương, sợ có uy lực của An Lộc Sơn, lột áo giáp của ta ra. Đại ca, ngươi cũng không khá hơn chút nào, ngươi bây giờ cũng làm thêm sự ở Đô đốc phủ Trung quân, làm việc vặt mà thôi. Lý Như bách không phục phản bác. Ngươi câm miệng cho ta lúc này phụ thân ở liêu đông rất gian nan có thể bớt phiền toái một chút được không lý như tùng thật sự có chút tức giận đại ca ngươi cùng ta không giống nhau thánh thượng vẫn thích ngươi không chừng ngày nào đó sẽ dùng ngươi đến lúc đó nhớ mang theo nhị đệ của ngươi lý như bách thấy đại ca mình thật sự căm tức vội vàng thay đổi khẩu vị như bách ta biết trong lòng ngươi không phục nhưng trước mắt quốc gia nhiều chuyện các bộ tộc mông cổ nhiều lần phạm biên giới thổ ti phía nam cũng có nhiều dị động, duyên hải đông nam cũng có Phật Lan cơ quốc quấy nhiễu. Giặc qua Bình Định không lâu, hiện tại lại có phong thần tú cát của Hoa Quốc ý đồ gây rối, còn đi vơ vét tài sản của Lưu Cầu. Chúng ta vẫn có đất dụng võ, ngươi cũng không thể hoang phế bản lĩnh của mình, chúng ta còn phải kiến công lập nghiệp, lưu danh sự sách sanh. Lý Như Tùng Trịnh Trọng nói. Đại ca, ngươi lão đệ ta những ngày này cũng không phải mò mẫm lăn lộn đấy, người trước không phải luôn muốn biết xạ điêu anh hùng truyện cùng thần điêu hiệp lữ tác giả tiêu giao tử là ai sao thật đúng là bị ta đánh nghe được rồi lý như bách thấy đại ca đứng đắn lên nhanh chóng cũng đem tin tức của mình nói ra là ai không phải là người trong quân chứ hay là người đắc đạo nào lý như tùng tò mò hỏi hắn tên là trương hiểu ban đầu chính là một tiểu lại thuận thiên phủ mấy ngày nay nghe nói vào cung trở về liền đi hàng lâm viện. Nơi hắn ở ta cũng biết. Ngươi từ đâu tới tin tức, không phải là đi hỏi như trinh có được chứ, hắn tuy là huynh đệ chúng ta, hiện giờ chính là quan cẩm y vệ, cũng không thể hỏi lung tung. Ai, ta tự có tin tức, đại huynh cần gì khẩn trương như thế? Thế nào, ngày mai vừa vặn là nha môn nghỉ, chúng ta đi tới cửa xem thế nào? Võ thần một mình đi thăm văn thần, không tốt đâu. Đại ca, ngươi cũng dám không hành lễ với tuần phủ, còn sợ những chú ý này. Được. Ngày mai qua. Ngày hôm sau. Trương Hiểu đang ở trong nhà bắt cá, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Trương Hiểu mở cửa vừa nhìn, ngoài cửa đứng hai cái mảnh hán, tuy rằng thân mặt thường phục, nhưng là một cổ chinh chiến xa trường khí tức căn bản che giấu không được. Hai vị tới tìm tôi sao? Trương Hiểu nghi hoặc hỏi. Trương nội hàng, ta là trung quân đô đốc phủ thiêm sự lý như tùng vị này là nhị đệ lý như bách của ta hôm nay chúng ta đến đây muốn cùng nội hàng thảo luận một số chuyện lý như tùng mở miệng nói lý như tùng nội tâm trương hiểu chấn động một chút vị đại công tử của lý thành lương này tham dự hai cuộc chinh phạt của ba đại chinh vạn lịch hơn nữa đều là đại tướng xuất chiến có thể nói là uy danh hiển hách mời vào mời vào trương hiểu vội vàng kêu hai vị tiến vào cũng may phòng mình được cẩm y vệ dọn dẹp sạch sẽ trương hiểu vội vàng mời hai vị ngồi vào chỗ pha nước trà không biết hai vị tướng quân gọi là gì trương hiểu hỏi gọi ta là tử mậu là được nhị đệ ta tự tử trinh lý như tùng nói tử mậu tử trinh lại họ lý đó không phải là lý mậu trinh sao trương hiểu không khỏi liên tưởng tới hỏi tiếp ta là một thư sinh văn nhược hai vị tướng quân đến thăm không biết có việc gì. Trước đó vài ngày xạ điêu anh hùng truyện thần điêu hiệp lữ bán chạy, hai huynh đệ chúng ta cũng rất thích, tò mò tác giả tiêu giao tử này là người như thế nào. Vô tình biết được chính là trương nội hàng làm, cũng muốn cùng trương nội hàng tham khảo một phen. Lý Như Bách trả lời ý đồ đến đây. Hai vị tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, nào dám múa rượu qua mắt thợ. Bất quá nếu hai vị muốn hỏi, ta cũng nên nói hết trương hiểu khách sáo nói văn lầm lẫn giả dối giả dối ta mặc dù chưa nói tới trói gà không chặt nhưng cũng là chưa từng trải qua chiến tranh cũng chưa từng rèn luyện võ công trong sách võ công chi thuyết không thể tin chỉ là tiểu thuyết gia ngôn trương hiểu thành thật giải thích như vậy a à, thật đáng tiếc lý như bách tiết núi nói huynh đệ ta cùng người mông cổ giao tiếp nhiều năm trong xạ điêu anh hùng truyện Thần Điêu Hiệp Lữ đề cập đến chiến pháp Mông Cổ còn có vũ khí, nhưng là thật, tường tận chính xác rất. Còn có cái kia có thể chở người bay vào sa ma cần đông đông, gọi là cái gì dù lượng? Có phải thật sự có vật này hay không a? À. Lịch sử Mông Cổ, quốc triều cũng có nhiều ghi chép, chỉ là ta xem xét cẩn thận một chút. Cái dù lượng kia, quả thật có thể làm được, bất quá chịu hạn chế lớn, nhất định phải mượn gió dựng lên, hơi không để ý sẽ phải dù hủy người vong nếu muốn an ổn bay lên bầu trời cái dù lượng này là không ổn hơn nữa rất dễ bị địch nhân phát hiện trương hiểu giải thích bất quá nói đến đây trương hiểu cũng mãnh liệt phản ứng lại thời đại này giống như còn không có khinh khí cầu chính mình có rảnh ngược lại là có thể làm một cái vậy thì đáng tiếc không sợ trương huynh để tức giận chúng ta vốn tưởng rằng tác giả hoặc là người trong quân trận hoặc là ẩn sĩ đắc đạo không nghĩ tới trương huynh đệ là một vị học giả hào hoa phong nhã. Bất quá võ nhân chúng ta cũng không may tài tử hàng lâm mới học, như bách, lấy đồ ra. Lý Như Tùng phân phó với Lý Như Bách. Đây là hàng tuyết đao của Lý Gia. Lý Như Bách lấy ra một thanh đao trang trí tinh xảo đưa cho Trương Hiểu. Để cho hai vị tướng quân thất vọng, bản thân quả thật chỉ là lý luận sung mà thôi. Hai vị hạ mình mà đến, ta có một vật tặng, hai vị chớ chê đơn sơ. Trương Hiểu Trịnh trọng nhận lấy bảo đao, trở lại phòng sách lấy ra mấy quyển sách. Đây là tác phẩm mới của ta, tên là Hy Đức Chi Ca, mời tử mậu tử trinh hai vị tướng quân nhận lấy. Hết chương này. Chương 9 Long hổ tướng quân tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Long hổ tướng quân tới cáo từ hai vị tướng quân, trong lòng Trương Hiểu có kinh hỉ nhìn thấy danh nhân lịch sử, cũng có lo lắng dựa theo sự phát triển của lịch sử thời không lý như tùng tướng quân sau khi trải qua đại công bình định bái lạy đánh hạ bình nhưỡng liền mạc danh kỳ diệu chết trận ở biên cương tam đại chinh vạn lịch là huy hoàng cuối cùng của đế quốc không lâu sau có một vị tướng long hổ trung thành với minh triều mấy chục năm thống nhất các bộ phận nữ chân phát động khiêu chiến trí mạng đối với lão đại đế quốc minh triều này lúc trước trương hiểu ở vị trí tiểu lại còn chưa có trực tiếp cảm thụ như thế hiện giờ loại cảm giác cấp bách này là càng ngày càng tăng lịch sử dĩ vãng dừng lại ở trên giấy dĩ nhiên là sóng sờ sờ phát sinh ở trước mặt mình có lẽ bút và miệng của mình có thể phát huy tác dụng lớn hơn nghĩ tới đây trương hiểu cầm lấy bút tiếp tục viết lên thiếp mộc nhi đế quốc văn chương chỉ là trương hiểu cũng thật không ngờ long hổ tướng quân hắn nhắc tới kỳ thật đã cách hắn không xa trong hội quán ở kinh thành một vị thủ lĩnh bộ lạc dáng người hùng tráng đang lật một quyển anh hùng xạ điêu. Một người nhẹ nhàng gõ cửa không được đáp lại, trực tiếp đi vào. Đại ca, huynh đọc sách gì mà mê mẩn như vậy? Chúng ta có nên bàn bạc xem nên nói gì với hoàng đế Trung Nguyên, xin hoàng đế ban thưởng một ít hữu dụng. Lần này triều cống chúng ta mang theo không ít nhân sâm, gia lông, cũng không thể lỗ vốn trở về. Thư nhĩ cấp tề, hảo huynh đệ của ta, những thứ này ngươi tới an bài là tốt rồi, cũng không phải lần đầu tiên tới. Bất quá có một việc ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phải nhớ ràng buộc bộ chúng của chúng ta, đặc biệt là bộ dân lần đầu tiên vào kinh, nhắc nhở bọn họ hiện tại không phải ở kiến châu bộ, nhất định phải cẩn thận ở kinh thành, đừng để cho người Minh Triều bắt được nhược điểm. Quyển sách này ngươi có rảnh cũng có thể xem, viết rất thú vị, ngoài trừ tam quốc diễn nghĩa, đã lâu không thấy sách đẹp như vậy. Đại ca, đẹp như vậy sao? anh nhìn đã lâu, cơm cũng không thích ăn. Thư Nhĩ Cáp Tề hỏi. Cuốn Anh Hùng Xạ Điêu này kể rất nhiều câu chuyện của Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn thực sự là anh hùng, đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi liền nhớ lại sự tích hai anh em chúng tôi chinh chiến các bộ ở Kiến Châu năm đó. Nhớ lại trước khi chúng tôi tấn công thành phố Onkolo, ngạc nhĩ quả ni bắn trúng cổ tôi, tôi tha thứ cho anh ta, hiện tại anh ta là mảnh sĩ kiệt xuất nhất của bộ lạc chúng tôi thành các tư hãng cũng bị triết biệt bắn trúng, cũng tha thứ triết biệt. Không ngờ thành các tư hãng có thể xây dựng cơ nghiệp lớn như vậy, khi còn trẻ khởi nghiệp cũng khó khăn như vậy. Nỗ nhĩ cấp xích càng nói càng hưng phấn. Đại ca, hiện tại chúng ta đang ở đô thành Đại Minh, hiện tại hoàng đế Đại Minh cũng không thích đề thành các tư hãng. Thư nhĩ cấp tề nhìn bộ dáng kích động của đại ca mình, nhắc nhở. Ta biết, không phải hoàng đế gia tỉnh của Đại Minh chưa từng đánh ta đáp mồ hôi sao? đem tính tình rắc lên đầu hoàng đế triều nguyên, đem bài vị hoàng đế người ta từ trong miếu dời đi sao? Đây tính là bản lĩnh gì, đánh thắng mới là thật. Ngươi đừng nói, hoàng đế anh tông của đại minh triều ngày xưa cũng bị thái sư Mông Cổ bắt sống trước, xem ra người Mông Cổ vẫn có thể đánh, sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận động tĩnh đến từ Thảo Nguyên. Nỗ nhị cáp xích nói tiếp. Xem ngươi đem quyển sách này khen tốt như vậy, vậy tác giả này còn viết qua sách khác sao? ta cũng xem một chút thôi. Thư nhĩ cáp tề tò mò hỏi. Còn có một quyển thần điêu hiệp lữ, xem vài trang không có ý nghĩa gì, ngươi muốn xem cầm đi. Kỳ quái, tác giả này cũng không viết thêm mấy quyển. Thư nhĩ cáp tề, ngươi ở Kinh Thành đi dạo phố, trà, muối ăn, nồi sắt muốn mua, có sách, hoặc là văn bản, hoặc là công báo gì, chỉ cần là có chữ ngươi đều chú ý thu đủ, giấy cũng phải thu đủ. Nỗ nhĩ cáp xích tiếp tục phân phó. Trương Hiểu tiếp tục viết bản thảo, vẫn viết đến thiếp Mộc Nhi liên hợp hốt tân đánh bại quân đội của Đông Sát Hợp Đại Hãn, thông qua ủng hộ lập khôi lỗi Đại Hãn khống chế Tây Sát Hợp Đại Hãn quốc, sau đó lại dùng kế đánh bại và giết chết hốt tân, một mình nắm giữ đại quyền Tây Sát Hợp Đại, từ đó bắt đầu Nam Chinh Bắc Chiến, mở ra bá nghiệp. Bản thảo viết xong, Trương Hiểu cất kỹ bản thảo, chạy tới hàng lâm viện. Chạy tới cửa, một vị lão hàng lâm chào hỏi mình, nói vương các lão đang chờ mình. Trương Hiểu cầm bản thảo trực tiếp đi đến thư phòng của Vương Tích Tước. Vương các lão, đây là bản thảo do Ti Hạ viết, hay là viết quá trình làm giàu của Thiếp Mộc Nhi, mời các lão xem qua. Để ở đây đi, ta sẽ xem sau. Nghe nói bệ hạ lại một mình triệu kiến ngươi, chắc hẳn cũng đã nói với ngươi. Bộ sách Đại quốc cuộc khởi này, bệ hạ lệnh cho ta tổng biên tập, ngươi tới chủ biên. Ngươi hiện tại phẩm cấp không đủ, ta đã tiến cử ngươi đảm nhiệm biên tu hàng lâm viện, đến lúc đó sẽ có mấy nhân thủ đắc lực giúp ngươi tìm tư liệu, bản thảo sơ thảo, sao chép văn tự, ngươi muốn xem sách gì liệt kê ra sách, chỉ cần không phải bản trân quý, ngươi đều có thể lấy ra đọc hết. Sau này ngươi viết xong bản thảo trước đưa cho ta kiểm định, rồi trình lên bệ hạ. Vương tích tước phân phó nói. Đa tạ các lão, viết sách như vậy hẳn là có thể nhanh hơn không ít, nội dung cũng có thể tường tận chuẩn xác hơn nhiều trương hiểu nói trương hiểu văn chương bút lực và những thứ bên trong đều đủ chỉ là có chút khung văn chương cách dùng chú ý cậu sống lâu ở hải ngoại xem văn chương của thánh nhân vẫn chưa đủ bất quá cậu cẩn thận thận trọng như vậy tôi yên tâm hơn nhiều bất quá mấy người vừa nói còn phải qua vài ngày nữa mới có thể an bài cho cậu qua mấy ngày nữa bệ hạ phải tiếp đại sứ thần triều cống chúng ta mấy ngày nay đều phải an bài các loại hạng mục công việc nghĩ ra bản thảo Bảy tám hạng một công việc, ít nhất phải bận rộn ba năm ngày. Cậu mấy ngày nay bản thảo có thể không cần vội vã viết như vậy, đọc chút sách thuận theo suy nghĩ của mình. Vương tích tước giải thích. Vậy các lão, ta bên này không cần hỗ trợ sao? Trương Hiểu lo lắng hỏi. Cái này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi viết Đại quốc cuộc khởi là được rồi. Đây là khẩu dụ của thánh thường, ngươi nhất định phải làm tốt công việc này. Vương các lão, có thể hỏi một chút là sứ đoàn triều cống nào đến Kinh Thành, phải trịnh trọng như thế không? Trương Hiểu hỏi tiếp. Là nữ chân kiến châu bộ, lần này vào Kinh Triều Cống là do thủ lĩnh nổ nhĩ cấp xích đích thân dẫn đoàn tới. Trước mắt biên cương nhiều chuyện, nổ nhĩ cấp xích là thuận di khó có được, thủ hạ cũng coi như có thể chinh thiện chiến. Lần này bệ hạ nói phải long trọng một chút, thể hiện khí tượng thiên triệu ta, còn phải phong quan tấn tước cho hắn. Vương Tích Tước nói. Nurachi. Nghe đến cái tên này, Trương Hiểu gần như giật mình. Không nghĩ tới nổ nhĩ cấp xích nguyên thời không thất đại hận khởi binh, lúc này là thuận duy nhất đẳng của đại minh. Nếu bây giờ ta nói với hoàng đế vạn lịch nổ nhĩ cấp xích 20 năm sau tất phản, còn có thể giao động giang sơn của ngươi, cuối cùng con cháu của hắn còn thành công nhập chủ trung nguyên. Phỏng chừng lời mình nói còn chưa tới một nửa, hoàng đế khẳng định trực tiếp đem chính mình chém. Thì ra là thế, chư vị đồng liêu kia vất vả rồi, ta sẽ suy nghĩ lại bản thảo trao chuốt thiếp mộc nhi. Trương Hiểu loại bỏ bảy tám ý nghĩ trong đầu, nhanh chóng ứng với vương các lão. Cậu cứ làm việc đi. Vương tích tước uống trà cảm ơn khách, Trương Hiểu cũng thuận thế rời đi. Hết chương này. Chương 10 Nỗ nhị cấp xích triều cống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc